Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube là Nhật Quang Trường. Hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đây là những cái mẫu bếp ga mà em đã vệ sinh cũng như là test dọn ok rồi. Thì tất cả bếp này nó đều có trang bị là cái sensor cảm biến chống cháy tự động. Đây các bác để ý này. Đó, tất cả dòng bếp này là bếp hàng nội địa Nhật. Nó có thêm lò nướng này, rất là tiện cho các bác trong quá trình các bác sử dụng. Thì bếp ga thì bên em bán thì thường xuyên các bạn, thường xuyên em bán khá là nhiều. Và đợt này có 8 chiếc nhá, đợt này là có 8 chiếc, toàn bộ bếp hàng lướt, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Tất cả là em đã chỉnh lửa là cháy rất là xanh rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến tất cả các bác là 8 mẫu này. Đấy, tại vì là thời tiết đang rất là nóng và đang bật quạt nên là việc là test có lửa thì nó khó các bạn. Đấy, nó sẽ bị bản lửa đi. Thì chi tiết bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Đấy, em ở Kim Thành, Hải Dương, hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em để xem cũng như là test các mẫu nhé. Và nếu mà bác nào mà chốt mẫu nào thì sau đó là em sẽ quay trực tiếp lại cho các bác. Đấy, gọi trực tiếp Zalo mình trao đổi cụ thể. Và trong video này thì em sẽ báo về giá là một này, cái thứ hai về năm sản xuất nhá, của từng chiếc một. Thì cái mã số 1 này, chiếc này là chiếc Zinline sản xuất năm 2016. Đấy, toàn bộ bếp đây là bếp mặt men này chống chảy xước này, cũng như là rất dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Đây, mặt men nhá, nút nhấn này. Đó. Thì cái dòng bếp này nó sử dụng là nguồn nuôi là hai pin đại. Đó, hai pin đại mình sẽ đặt ở đây. Đây chính là khai pin. Và đánh lửa bằng IC. Thì tất cả bếp nếu các bác mà chốt thì em sẽ bọc lưới chống chuột, bọc lưới chống chuột bên dưới và tặng cho các bác thêm một cặp pin. Con này là khay vỉ inox này. Đó. Khay vỉ inox. Rất là đẹp luôn. Đợt này bếp ga cực kỳ là xuất sắc. Đây là cặp kiềng của Zinline đây. Đây là cặp chia lửa này. Đó. Hợp kim nhôm. Rồi con này em đã, một số con em đã tháo ốc, em không bắt. Khi em chỉnh lửa xong này em không bắt vào một số con. Đấy. Đây là phần mặt men này. Con này rất là đẹp nhá. Con này nó dạng nhiều màu kem các bạn. Đẹp cực kỳ luôn. Đây là nội thất bên trong. Các bác yên tâm rằng tất cả bếp là chính tay là em vệ sinh cũng như là em chỉnh lửa. Nên là tất cả bếp và toàn bộ bên trong là đẹp. Và cam kết với tất cả các bác thì là như vậy. Vì chính tay em làm thì em biết từng chiếc một. Đó. Đây là bên dưới này. Đấy, thời tiết miền Bắc đợt này nó đang khá là nóng. Nên là nếu mà thử lửa thì quạt xung quanh thì nó khó quá. Bật lên nó sẽ bị bạt hết lửa đi. Đây xung quanh này. Con này sản xuất vào tháng 5 năm 2016 nhé. Đây, tất cả là zin nguyên bản rồi. Đó, đằng sau đây. Đây là các hệ thống IC cũng như là các dây cảm biến của bếp. Khá là lặng. Thì em báo giá luôn này. Con này rất là đẹp các bạn. Mặt men. Đó, không có bị chảy chóc gì cả. Con này mã số 1 sản xuất năm 2016. Giá của nó là 2.400.000 đồng. Thì tất cả bếp này em sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng nha. Đây, cặp chia lửa nó đây. Đấy, nò con này thì rất là đẹp. Rồi, mã số 1 nhá. Giá của nó là 2.400.000 đồng. Rồi bác nào ưng liên hệ giúp em nhá. Tiếp tục mã số 2 nào. Nặng, con này rất là nặng. Đó. Mã số 2 là một chiếc Panorama. Thì giới thiệu tiếp tục mã số 2 cho các bác. Đây là chiếc Panorama nha. Rồi, Panorama nút nhấn. Con này thì đẹp xuất sắc. Đó. Chiếc này sản xuất năm 2016. Đấy, mọi chức năng rất ok này. Đây các bác này. Khay vỉ bằng inox hết nha. Đó, những vào những cái đợt trước ấy thì những cái con bếp ga này ấy, giá nó cũng phải dưới tầm khoảng 2.700.000 đấy. Đấy, những con này thì ngoại hình đẹp này. Mặt rất là đẹp nhá. Đây, lò lướng. Đấy, rất là sáng. Con lò này sạch sẽ luôn.
toàn bộ bếp tuyển cho các bác đây. Đây em sẽ mở cái mặt này nhá. Đó, đây là bên trong này, phần mặt men này các bác này. Đó, các bác thấy chưa, đẹp xuất sắc đúng không ạ? Điếu này, điếu ga này. Thì con này sẽ để cho các bác với giá đó là 2.500.000 đồng nhá, 2.500.000 đồng. Đó, tất cả đã là test ok hết rồi. Cảm biến này, chống cháy của Paloma. Ngoại hình đẹp các bác nhá, con này thì ngoại hình đẹp. Để quay xung quanh cho các bác xem. Đó, rất là nặng, con này cực kỳ là nặng luôn đấy. Paloma giá 2.500.000, sản xuất năm 2016. Mã số 2. Tiếp tục sang mã số 3 này. Con này thì nó sản xuất vào 2020 các bác nhá, 2020. Con này Paloma thì chuẩn hàng lướt rồi. Đó, sản xuất vào tháng 12 năm 2020 cơ. Đó, rất là đẹp. Em sẽ zoom lên một chút để cho các bác xem kỹ nha. Đó, các bác thấy chưa? Con này mặt trên của nó là dạng màu đen này. Đó, mặt dưới của nó là dạng màu nâu nha. Paloma nút vặn. Đây này, có hẹn giờ là 30 phút. Khay vỉ quá đẹp luôn. Lò mới tinh. Lò chưa sử dụng. Đấy, chia lửa này. Rất là mới. Đây là mặt của nó, mặt men nhá. Con này quá đẹp luôn các bác ơi. Để các bác nhìn. Trong nó không khác gì một chiếc bếp mới nhá. Đấy, nhưng mà giá thì rất là hợp lý luôn. Đây, sản xuất tháng 12 năm 2020 này. Phần nò dưới này. Đấy, bo vỉ này. Tất cả cái phần dưới này trước khi gửi cho các bác thì em sẽ bọc cái lưới chống chuột vào nhá. Đây, đằng sau đây. Cổ ga xoay được. Như mới. Con này thì không có gì để chê rồi. Con này chuẩn hàng đẹp lướt này. Đó. Giá sẽ để cho các bác rất là hợp lý. Con này sản xuất năm 2020 tháng 12 nhá. Thì sẽ để cho các bác với giá đó là 2.750.000. Đó, 2.750.000. Mặt cực kỳ là đẹp luôn. Và các bác để ý là cái mặt men này, nó rất là cứng. Đó, cái lớp men nó dày, nó cứng. Bên em thì bán từ trước giờ chủ đạo là sẽ là mặt men. Đó, không bao giờ em bán dòng mặt sơn. Nó có một dòng nữa là dòng mặt sơn thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng em nghĩ rằng là với cái mặt sơn ấy thì các bác đun một thời gian nó chóc hết sơn này. Men này thì các bác sẽ được về lâu về dài hơn. Con này thì quá là đẹp rồi. Mã số 3 nhé. Con này là sản xuất năm 2020. 2020 này, giá 2.750.000 nhá. Rồi tiếp tục mã số 4. Rồi mã số 4 con này là chiếc Zinline. Đó, Zinline nút vặn nha các bác nhá. Zinline nút vặn. Đó, con này con Zinline nút vặn. Đây, các bác nút vặn này, dùng rất là tiện này. Đó, đây là bên này là khay pin các bác nhá. Khi nào các bác để ý là cái đèn đỏ ở đây này, nó báo nhấp nháy thì tức là cái thời điểm đó là pin nó đang sắp hết rồi. Đó, các bác trung bình dùng với những cái bếp này, các bác trung bình dùng khoảng tầm 4 đến 5 tháng mới hết một cái cặp pin con thỏ đấy. À, các bác lưu ý nhá, cái cặp pin con thỏ của Việt Nam ấy nó chỉ khoảng tầm chục nghìn một đôi thôi. Rồi, à, khay vỉ inox. Trông ngoại hình con này cũng đẹp này. Đó. Kiềng này. Con này sản xuất năm 2015 nhá. Con này đã bắt ốc vào rồi. Đấy, thì bác nào mà lấy con này thì cần thì em cho xem là trong sao. Đây này.
Đó, sản xuất vào tháng 8 năm 2015 nhá. Đây, ngoại hình đây. Rất là ok đúng không ạ? Rồi, con bếp này mã số 4 này. Sản xuất năm 2015, em bán giá 2.150.000 nha. 2.150.000. Đó, giá cũng rất hợp lý đúng không các bác? Đây, khay vỉ inox. Em sẽ để cái cặp kiềng vào đây để cho nó dễ để này. Đó, khi đóng cho các bác thì em sẽ để kiềng với pin trong như này nhá. Đó. Em báo giá con này nó là 2.150.000 nhá. Tất cả hàng gửi thì đều có cọc các bác, đều có cọc. Đó, đối bếp ga các bác cọc tối thiểu giúp em 300.000. Đến nơi các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán lốt cộng phí vận chuyển nhá. Đấy, các bác cọc giúp em xong thì sau đó là em sẽ ship hàng cho các bác. Đây. Tiếp tục mã số 5 này. Lên cho các bác một chiếc Zinline nút nhấn. Con này nó có khóa nhé. Đó, đây khóa này, gạt sang đây là khóa này. Đó, khóa, bên đây là nò nướng này, bên này là nò nướng nhá. Đây. Khay vỉ lốc hết này. Sản xuất năm 2019 mã số 5. Đây là cặp kiềng của Zinline. Rồi, cặp chia lửa đây. Đó, những đời cao về bây giờ, về sau này nhá, thì toàn bộ là cái chia lửa của nó đều thiết kế bằng nhôm hết rồi. Đó, Panorama một số các mã đời khoảng tầm 2015 giật về thì nó sẽ là chia lửa bằng đồng. Đó, về sau này nó tất cả bằng nhôm hết rồi. Nó là hợp kim nhôm các bạn, hợp kim, chịu nhiệt và độ bền rất là cao. Con này tháo ốc rồi thì em mở mặt luôn này. Mặt màu đen nha, cực kỳ là đẹp. Và các bác để ý này, về cái phần mặt này nó chia được hai màu nha. Xám này, màu xám, sau đó giật lên đây màu đen này. Đó. Tăng chỉnh bằng thanh gạt. Rất là đẹp đúng không các bác? Sườn sắt xi toàn bộ còn rất là sáng. Đây. Đó, làm bếp Nhật làm rất là cầu kỳ. Đây là chính là hai cái cảm biến nhá. Hai cảm biến chống cháy này. Đây, sản xuất vào tháng 4 năm 2019 này. Đó, đây là đằng sau nhá. Tất cả phần dưới đáy này em sẽ bọc lưới chống chuột hết. Đây, phần sườn này. Phần đây là phần khung lò bên dưới này, các bạn để ý này. Đấy, phần khung lò bên dưới nhá. À, toàn bộ dây điện, các hệ thống dây điện thì tất cả cái chỗ này mình sẽ phải là bọc lưới chống chuột vào để tránh là chuột nó vào nó cắn làm hỏng. Đấy, như vậy là đấu lối nó rất là khó. Rồi, Zinline nút nhấn 2019 quá là mới. Con này em bán giá 2.500.000. Đó, 2.550.000. 2.550.000 nha các bác nha. Bác là ưng liên hệ trực tiếp giúp em. Đó, sản xuất vào tháng mấy nhỉ? Đây nha, toàn bộ khi mà em đóng gửi các bác thì em sẽ để kiềng ở trong phần khay lò nha. Đó. Mã số 5, giá 2.550.000, đời 2019, sản xuất vào tháng 4. Tiếp tục mã số 6 các bác nha. Đâu rồi? Đây, mã số 6 đây. Mã số 6 thì đó là một chiếc Zinline nút vặn. Con này rất là đẹp các bác ạ. Mặt tiền cực kỳ là đẹp luôn. Màu sắc màu này nó không quá là sáng đâu. Đó. Màu này màu kem nó không quá là sáng các bác ạ. Nhìn nó rất là nhã nhặn. Đây. Cặp kiềng của Zinline. Con này cũng chưa mở ốc này. Con này xoay chặt ốc rồi. Đấy, bác nào mà cần xem thì cứ chốt alo trực tiếp giúp em. Cái là hôm nay em quay lên thì em sẽ giới thiệu chi tiết là cũng như là về từng mẫu một
đó, loại vặn hay là loại nhấn này, cũng như là Zinla hay Paloma và Lam sản xuất, và cái màu sắc. Đấy, bác nào thích chiếc nào thì cứ chốt liên hệ giúp em nhá. Con này này, khay vỉ cực kỳ là đẹp. Đó, khay vỉ inox nhá. Con này lò chưa sử dụng luôn đấy ạ. Đây các anh nhìn này, lò mới tinh, quá là chất luôn đối với cái bếp này. Nô hàng này thì cực kỳ là chất rồi các bạn. Đây, cặp chia lửa này, quá nhìn này, mới tinh luôn. Rồi, em quay phần gầm cho các bác đây. Đây chính là phần dưới khung lò này. Đó, rất là đẹp nhá, từ sắt xi này. Toàn bộ các hệ thống dây điện này. Tất cả bếp này là em cũng đã chỉnh nửa ok rồi nhá. Đây, phần lò lớn các bác nhìn này, đẹp chưa? Đó, sản xuất vào tháng 3 năm 2018. Con này nó quá là đẹp luôn này. Đó, cam kết với tất cả các bác là toàn bộ zin hết nhá, không có sơn xịt gì đâu. À, mặt men thì cực kỳ là đẹp. Chiếc này mã số 6 này, mã số 6 để cho các bác với giá đó là 2.500.000 đồng nhá. Đó, tất cả em ship code đều có cọc. Bếp ga các bác cọc tối thiểu 300.000 đến lơi các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán lốt cộng phí vận chuyển này. Đó, chi tiết về lửa thì các bác cứ gọi điện Zalo giúp em. Em sẽ lối ga vào và em bật em test luôn cho các bác xem. Rồi ok. Chiếc này mã số 6 nha. Mã số 6 giá 2.500.000 đồng. Quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục đến mã số 7 nào. Rất là lặng, Paloma. Ui, bề lặng quá. Đây là một chiếc Paloma. Đó, Paloma. Chiếc này và sản xuất vào năm 2014 các bác nhé, 2014. Nhưng con này thì nó cực kỳ là đẹp rồi. Đó, 2014. Mã số 7, cặp kiềng của Paloma. Đây, khay vỉ đây. Lò rất là đẹp. Đó, chia lửa bằng đồng nhá. Đây. Đây là phần mặt men này, các bác nhìn mặt men đẹp chưa? Đó, toàn bộ hàng tuyển mặt men rất là đẹp. Đó, đây là nội thất bên trong của nó. Đó, sạch sẽ. Đây là phần dưới đáy của con Paloma, các bác nhìn chưa? Đấy, phần khung lò này, IC đánh nửa này, toàn bộ các hệ thống dây điện. Rồi, lò đẹp nhá. Con này sườn đẹp, xung khá là lặng nên là bê nó hơi khó các bạn. Chức năng cảm biến chống cháy lồi đều có. Thì để mà tắt được cái lửa mà trong quá trình mà nếu mà các bác test ấy, thì các bác đun nấu ấy, thì cái nhiệt độ nó phải đạt khoảng trên 250 độ C thì nó mới ngắt được, tắt được lửa. Còn nếu mà trong thời gian đầu các bác sẽ thấy rằng lửa nó sẽ giảm xuống nhé, lửa nó sẽ giảm xuống. Đó, cảm biến này nó nhận nhiệt độ và sau đó là nó biết rằng là đáy nồi đang rất là nóng. Đó, thì nó sẽ giảm xuống. Còn nếu mà các bác tiếp tục đun thì nếu nó còn phụ thuộc vào cái nhiệt độ của môi trường nữa. Đó, nếu có đáy nồi nó có dày hay mỏng thì sau đó là nó sẽ ngắt lửa hoàn toàn và nó khóa ga rất là an toàn. Đó, kể cả là khi mà các bác đang nấu các bác rút pin ra nó cũng ngắt luôn nha, ngắt luôn đấy. Đó. Đây, toàn bộ chỉnh được vào thanh gạt này. Rồi, con Paloma sản xuất năm 2014 này. Đó, ngoại hình còn rất là đẹp luôn, mặt men không có chảy xước chút nào luôn đấy ạ. Con này em sẽ bán giá 2.250.000 đồng nha.
Rồi, con này để cho bác giá 2 triệu 2 nhé. 2 triệu 2 à, giá rất là hợp lý đúng không ạ? Mặt trên cực kỳ là đẹp. Để mà có được cái số bếp ga này thì nói thật các bác là nó phải lựa chọn trong số khoảng tầm gần trăm cái bếp ga thì mới có được những chiếc bếp ga mà đẹp được như vậy. Đó, men này, mặt men không bị chảy xước này. Rồi ok, à, mã này mã số 7 nhá, mã số 7. Tiếp tục mã số 8 là mã cuối cùng. Rồi, mã số 8 này. Con này thì màu cực kỳ là đẹp các bác ạ. Đó. Con này thì về cái màu này nó sẽ giống cái màu dạng màu xanh rêu đúng hơn, màu xanh. Màu xanh rêu. Đây. Mặt này rất là đẹp, con này như mới. Khẳng định các bác con này nó như mới luôn. Đấy, thay vì inox. Đây. Ui, nặng, con này nặng. Con này vẫn còn ốc này. Đó, chi tiết thì các bác sẽ em sẽ tháo cho các bác xem nếu bác nào chốt. Mặt con này thì rất là đẹp này. Chưa lửa đây. Chiếc này sản xuất vào năm 2016 nhá. 2016 này. Mã số 8. Các bác thì nhìn cái điếu gà. Họng gà nó còn như mới luôn đấy ạ. Đây là phần dưới này, toàn bộ sắc xi đây, rất là sáng, sạch sẽ, đẹp. Đó, hàng zin nguyên bản. Từ con ốc các bác nhìn nào. Trông nó sáng. Chiếc này sản xuất vào tháng 12 năm 2016 nha. Tháng 12 năm 2016 này, đằng sau đây các bác nhìn này. Xuất sắc. Nói chung nồi bếp ga này không có gì để chê đâu. Bề bếp rất là lặng. Thì chiếc này em sẽ bán cho các bác với giá đó là 2 triệu 400 nghìn đồng nhá. 2 triệu 400 nghìn đồng. Đấy, hôm nay thì em lên cho các bác đó là 8 mẫu bếp ga. Thì bên em có cả bếp từ này, máy lọc không khí này. Thì các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp giúp em qua hai số điện thoại này nhá. 0987 này, 807038 và 0344586794. Đấy, em ở Kim Thành, Hải Dương. Thì bên em nồi cơm bên em ấy, nồi cơm thì rất là nhiều. Bác nào có nhu cầu thì có thể là xem trong một số các like của em gần nhất về đây nhá. Thì bác ơi, mã nào thì liên hệ trực tiếp giúp em nhá. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.